Lo lắng có thể làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống của bạn. Vì vậy, bạn hãy thử một kỹ thuật đơn giản sau đây để giúp bạn giảm bớt sự căng thẳng và lo lắng trong công việc hàng ngày nhé. Kỹ thuật thư giãn cho cơ thể và tập trung tâm tư. 1. Tập trung vào hơi thở. Khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng, hãy tập trung vào hơi thở của chính mình. Hãy hít thở sâu vào trong và thở ra thật chậm rãi. Lặp lại quá trình này trong vài phút để làm dịu tâm trạng của bạn. 2. Tập trung vào giãn cơ thể. Khi làm việc, bạn có thể không ý thức được rằng cơ thể bạn đang căng thẳng. Thỉnh thoảng, hãy tạm dừng và thư giãn các cơ nhóm bằng cách co và giãn chúng một cách nhẹ nhàng. Bạn có thể bắt đầu từ đầu gối, vai, cổ và hông. Điều này giúp giảm bớt căng thẳng và cho bạn cảm giác thư giãn hơn. 3. Tách biệt công việc. Đôi khi, lo lắng có thể bùng phát từ việc bạn quá tải nhiệm vụ hoặc cảm giác không kiểm soát được công việc. Vì thế, hãy tạo ra một lịch trình làm việc có chế độ chuyển đổi giữa các nhiệm vụ. Khi hoàn thành một công việc, dành thời gian ngắn để tách biệt tâm trí trước khi bắt đầu một công việc tiếp theo. Điều này giúp bạn giữ tinh thần tỉnh táo và tập trung hơn. 4. Chạy suy nghĩ tích cực. Thay vì tập trung vào những tưởng tượng tiêu cực và lo ngại, hãy tập trung vào những suy nghĩ tích cực. Hãy tạo ra những câu khẩu hiệu tích cực để tự an ủi và trấn an bản thân mình. 5. Tạo không gian riêng tư. Nếu có thể, hãy tạo ra một khoảng không gian riêng tư nhỏ trong nơi làm việc. Điều này giúp bạn rời xa những yếu tố gây sao lãng và giúp tập trung vào công việc một cách hiệu quả hơn. Và cuối cùng, thư giãn tâm hồn bằng nhạc. Nghe nhạc nhẹ nhàng và thư giãn trong giờ làm việc. Nhạc có thể giúp bạn giảm căng thẳng và tạo ra môi trường làm việc thoải mái hơn. Nhớ rằng, giảm lo lắng trong lúc làm việc là một quá trình và không phải kỹ thuật nào cũng phù hợp cho mọi người. Hãy thử và điều chỉnh để tìm ra những cách giúp bạn cảm thấy thoải mái nhất trong công việc hàng ngày. Nhưng nếu tình trạng lo lắng của bạn cảm thấy quá nặng nề hoặc kéo dài, hãy nhớ tìm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý để có được sự giúp đỡ thích hợp. Các bạn nhớ like và follow cho mình để có những video tiếp tục hay hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.